Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Toyota Yaris 2018 chốt giá 650 triệu đồng, chướng ngại của Honda Jazz. Phiên bản facelift của Toyota Yaris có thiết kế mới, nâng cấp công nghệ và giữ nguyên động cơ. Sau hơn 6 tháng vắng bóng trên toàn quốc, Toyota Yaris đã quay trở lại với phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Bản facelift có những thay đổi trong thiết kế nội thất ngoại thất, nâng cấp công nghệ an toàn và được bổ sung màu mới, sặc sỡ, trẻ trung hơn. Kích thước của xe tăng thêm 30mm, hai chiều dài và rộng, trục cơ sở giữ nguyên như trước. Kiểu dáng tổng thể của xe không thay đổi, nhưng với thiết kế đầu và đuôi xe được làm mềm mại hơn, đèn chiếu sáng tách rời cốt và projector và pha là chóa phản xạ có điều khiển tự động. Đèn định vị LED đặt thấp hơn xuống cản trước, hốc gió trước đây dạng hình thang xuôi nay đảo ngược. Đèn hậu kéo dài tới khu vực biển số, tích hợp giải đèn LED bên trong, vành xe 15 inch đổi thành loại 16 inch, dạng cánh quạt, phay bề mặt với hai tông màu tương phản. Khoang cabin trông như phiên bản rút gọn của Corolla Altis, ghế xe đã bọc da nhưng chỉ chỉnh cơ. Cụm đồng hồ đổi màu từ cam sang trắng, hiển thị rõ ràng hơn vào ban đêm. Hệ thống giải trí có màn hình 7 inch, điều hòa tự động, điều khiển bằng nút bấm thay vì núm xoay. Động cơ và hộp số vẫn là loại 4 xi lanh, dung tích 1,5 lít, mã 2NRFE cho công suất 107 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn 140 Nm tại 4.200 vòng phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Điểm mới trong trang bị an toàn là hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Ngoài ra, đuôi xe còn có cảm biến lùi, số túi khí nâng cấp từ 2 túi khí lên thành 7 túi khí. Những công nghệ mới đã giúp cho Toyota Yaris tăng sức cạnh tranh với Honda Jazz và Mazda 2 hatchback. Cả Yaris và Jazz đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, còn Mazda 2 là mẫu xe lắp ráp trong nước. Năm 2017 khi vẫn còn nguồn hàng, Yaris bán được trung bình 180 xe một tháng. Phiên bản G cao cấp hơn chiếm tới 93% doanh số. Bởi vậy, Toyota Việt Nam chỉ bán đúng một phiên bản Yaris G trong năm nay. Trong khi Yaris đang hết hàng do chưa đáp ứng được thủ tục của Nghị định 116, thì Honda Jazz đã bắt đầu mở bán từ cuối tháng 3 năm 2018 với 3 phiên bản khác nhau. Doanh số mẫu xe của Honda trong 3 tháng gần đây khoảng 260 xe một tháng. Mục tiêu của Toyota Việt Nam là bán được 300 xe Yaris mới mỗi tháng. Yaris mới có giá 650 triệu, tăng 8 triệu đồng so với mẫu xe cũ. Giá xe Jazz hiện nay từ 544 cho đến 624 triệu đồng. Các bạn đang xem video trên kênh Đa Zone Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.